Các ứng dụng hẹn hò online đang phổ biến và thu hút nhiều người tham gia, là cơ hội để những kẻ xấu lợi dụng tình cảm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò online. Nam thanh niên cho biết đã cài đặt ứng dụng Hoàn XXX trên đường dẫn truy cập tại địa chỉ trang web xxhoi.org để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, người này được yêu cầu nộp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền. Để tạo lòng tin, các đối tượng hoàn tiền đúng như hứa hẹn trong những lần đập đầu. Tuy nhiên, đến bước cuối cùng, nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do lỗi nên không hoàn trả và hướng dẫn nạp thêm tiền vào để được nhận lại. Chỉ trong vòng 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đề nghị người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, đồng thời tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này.